Hello anh chị em. Rồi. Trước khi đắp bột thì chúng ta sẽ phải nhám nó. Nhám gắn tít thì cái bước này rất là quan trọng nhé. Anh chị nhớ giúp em là cái bước này cực kỳ là quan trọng này. Bước nhám này rất là quan trọng. Mình làm sao nhám được hai cái bên này và cái đoạn này nó phải thật là sạch. Và khi nó sạch rồi thì da nó sẽ đẩy lên. Anh chị nhớ nhé, hai cái bên này nó cũng rất dễ bị hở và rất dễ bị bung. Làm sao mình cố gắng mình nhám cho nó thật là sạch hai cái bên này. Và khi đi ở khóe này thì luôn luôn mình sẽ làm cái nhám xuống để làm sao để cho nó đẩy được cái da của lên và nó làm sạch và tròn cái khóe. Đó. Hai cái đoạn này anh chị cua đến đoạn này và mình nằm nó xuống. Nhớ là luôn luôn mình nằm nó xuống nhé, đừng cắm mũi xuống. Khi mình cắm mũi xuống thì đồng thời là nó sẽ tạo ra một cái vệt lằn, nó chỉ lằn nó tròn thôi, chứ nó không có tốt. Khi khách nó mọc ra thì nó sẽ bị một cái vệt lằn ở dưới. Đó. Anh chị nhớ luôn luôn đến cái đoạn này mình sẽ nằm xuống này. Đó. Nằm xuống thì mình mới đẩy được da lên. Khi mình nằm xuống thì mình đi nó nhẹ nhàng, đúng không? Chỉ cần như vậy thôi là cái khóe tay người ta đã tròn rồi. Và tí nữa mình đắp bột thì nó sẽ tốt hơn. Mình không phải dặm nhiều quá. Đó, cái bước này rất là quan trọng nha anh chị em mới vào nghề, luôn luôn là chú ý cái bước nhám này, làm sao để mình cho nó sạch sẽ và nó tròn. Hai bên này rất là quan trọng, làm sao để mình đi được nó vào. Xong cái phần này rồi thì mình sẽ nhặt qua cái da một xíu thôi. Thế nào nó sờn ra thì mình sẽ nhặt qua để tí nữa mình đắp bột nhé, cho nó dễ. Cắt ra thì nó không được tốt cho lắm nên là anh chị em chỉ cần nhặt nó gọn một chút nó sờm thôi, không cần nhặt kỹ quá đâu. Răng em á, thế lại phải đánh nhiều. Răng em thì lại phải đánh nhiều rồi. Không sạch thì mình phải đánh nhiều. Rồi, khi mình đưa tip lên thì anh chị nhớ là mình đi cho nó đủ số nhé. Và khi mình gắn tip ấy, thì đừng có ấn cái tay xuống. Và mình chỉ cần hơi thả lỏng thôi. Thả lỏng một chút là nó sẽ được. Và luôn luôn làm sao mình để tay của khách ấy, cho nó thả lỏng nhất có thể. Mình đừng có bẻ nó, tại vì nó có lệch ấy, thì mình bẻ nó cũng bị mà. Hai Hoàng Linh, hai em trai, trên em đông khách không? Gắn tít thì mình nhẹ nhàng thôi, không cần phải đè tay đâu ạ. Với những cái tay ấy, mình thả lỏng nó ra, thật sự là thả lỏng nhá. Thank you.
không cũng không đông lắm đâu, túc tắc thôi. Sao Pearson? Còn mini nữa. Rồi thế mà khách nó đưa cho mình quả dài ngoằng luôn. Cái này thì mấy mà nhanh dầu. Với cái form nó ngắn thế này thì chúng ta làm sao mà giũa cho nó cân đối đúng không? Thì hai cái bên này luôn luôn mình sẽ tách nó ra này, nhẹ nhàng thôi, tách nó ra và mình đặt nhẹ nhàng giũa vào. Nhớ là mình giũa ngay cái đầu này, mình đi vào đây một chút thôi, hai cái bên này nhẹ nhàng thôi, mình giũa làm sao cho nó cân tay là được. Nhớ là bên này giũa bao nhiêu cái thì bên này giũa bấy nhiêu cái, và mình giũa ít một thôi để sao mình nắn cho nó vào, chứ mình đừng giũa một bên ăn luôn. Đó, anh chị em mới là hay giũa tì tì một bên là mình chén luôn á, nên nó dễ rất dễ là hay bị lệch với những cái móng ngắn đúng không? Làm sao mình giũa móng ngắn cho nó gọn nhất có thể. Đó, mình giũa bên này ba cái, giũa bên kia ba cái. Rồi, xong rồi. Lắm này. Em sẽ sử dụng cái màu mà em mix giữa màu, em mix giữa hai màu vào nhau, màu OM và màu AL. Hai màu này em mix nhá, màu AM06 và màu màu OM06 và màu AL07. Hai cái màu này mình mix vào nhau để cho nó ra cái màu nhút nhút này. Nó hơi có ánh hồng này một chút này. Đó, nhớ là mình bôi cái này gọn lẹ. Nói chung đắp màu ngắn ấy, thì rất là nhanh. Làm sao mình đắp được cho nó nhanh và gọn nhé anh chị. Sao sợi hiện tại thì trên website đang có đợt sale rất là lớn, anh chị có thể lên website order cmsupply.com. Rồi mình nhấn cục này, nhỏ nhắn xinh xắn này, đặt ngay đây. Và rồi mình đè nhẹ vào cái phần khóe móng hai cái bên này, đè nhẹ xuống và ôm luôn bột hai cái bên này vào, anh chị nhớ nhá, ôm luôn bột hai bên này vào này, và mình vuốt thẳng tay xuống, vuốt thẳng tay xuống ra đây, mình cắt nó đi một chút. Nhớ là mình đắp bột nhé, để anh chị đắp nó gọn gàng vào một xíu thôi, tí nữa mình sẽ bớt đi được cái đoạn rũa.
Màu bột của CM rất là đẹp, mình có thể mix ra được rất là nhiều màu nhé. Em thì em hay ngồi em nghịch nhé, em hay mix ra những cái màu rất là linh tinh luôn đấy. Được cái màu bột CM thì cực kỳ là đẹp và dẻo. Đó, mình lấy một cục nhỏ thôi, không cần to đâu, nó ngắn mà, nhỏ thôi, xinh xinh thôi. Đó, quan trọng là anh chị em đắp làm sao á, mình xem là cái chỗ mình đặt cục bột nó đã nằm ở đâu. Đó, cái điểm đặt bột nó rất là quan trọng nhé. Rồi, mình đặt nó ngay đây thôi này, đừng đặt nó sát quá mà nhún, với nó ngắn thì mình không cần đâu. Đó, đè nhẹ một cái là nó đã vào cái khóe rồi, anh chị cần đè nhẹ thôi. Và hai bên này nhớ là lúc nào nghiêng tay này, để làm sao nghiêng tay để mình nhìn thấy đường, nhìn thấy đường để mình vuốt bột cho nó gọn vào hai cái bên này. Đó, và mình đè lại nó ở giữa là mình xong rồi. Đắp bột thì mình vuốt nó nhiều nhiều thêm một chút để làm sao cho cái bề mặt nó thật là mịn. Nó càng mịn thì anh chị em tí nữa giũa nó đỡ mệt, chạy mịn nó cũng đỡ mệt hơn đúng không? Đó. Hiện tại thì trên website đang đợt sale rất là lớn nhé. Anh chị vô website cmsupply.com hoặc là đến các supply gần nhất của CM. Còn ở châu Âu thì anh chị có thể nhắn tin cho Facebook là Trần Nam Văn Tài Bảo Lộc. Không tìm được các bạn đấy thì có thể nhắn tin Facebook cho em. Em sẽ tháp anh chị và những người bán hàng. Cái móng ngắn này thì hầu như ai cũng làm được. Đó, mình lấy ít thôi, nhưng mà quan trọng nhất là làm sao mình có cái chỗ đặt. Mình đặt cục bột nó đúng ấy, vừa cái tầm mình đè cái phần khóe này xuống thì nó vừa mỏng, nó vừa tròn. Và mình dễ kiểm soát được phần dưới này hơn. Luôn luôn làm sao mình đắp cho nó thật là gọn. Đi nắp á. Không, bộ này cũng phải mất 40-50 phút đấy. Thôi mình làm lên đây thì mình làm chậm lắm. Đó, nhẹ nhàng thôi. Quan trọng là cái điểm đặt của mình nhé. Mình chỉ cần tháp nhẹ vào một lần ở phần khóe thôi. Còn đâu là mình sẽ chăm sóc ở hai cái bên này này. Và cái bề mặt nó nhiều hơn. Để tí nữa mình đỡ phải rũa nhiều. Càng móng ngắn thì mình làm sao mình đắp nhé. Cho nó càng nhanh. Đó, mình không phải đẩy, anh chị không phải đẩy bột đâu, anh chị chỉ cần đè nó xuống thôi là tự động mình đã được cái phần khóe móng rồi. Đó, mình chăm sóc cái phần dưới này là đã xong rồi đúng không? Mình chỉ cần ba cái điểm mình nhớ thôi, đè và hai cái bên này mình ôm nó vào. Đó, chẳng có ai là làm nhiều tiền mà stress cả, ai cũng thích nhiều tiền thôi. Đúng không? Những người mà bảo là không cần tiền là dở hơi rồi. Đó, nhẹ nhàng thôi ạ. Mình thì mình rất yêu tiền. Cứ cái gì có tiền là mình sẽ làm. Đó, anh chị thấy không? Mình đắp một ngón nó rất là nhanh đúng không? Quan trọng là cái điểm mình đặt bột nó nằm rất ở một cái chỗ rất là đẹp. Chứ đừng đặt nó sát quá. Đó. Cái điểm đặt bột nó rất là quan trọng nhá. Lấy bột cũng là quan trọng, nhưng mà cái điểm đặt bột ấy làm sao để mình đè được cái khóe này một nhịp thôi. Đó, chăm sóc hai cái bên này thì mình mới có thời gian làm sao để mình chăm sóc được phần dưới này. Và hai cái bên này mình nghiêng ra mình nhìn. Nếu mà anh chị mà đặt sát quá thì anh chị sẽ mất thời gian rất là nhiều.
để mình chăm sóc cái phần khóe. Khi mình chăm sóc da rồi thì ra ngoài này thì mình lại không chăm sóc được nó nhiều quá. Đấy, đúng rồi, bột clam thì rất là uy tín luôn ạ. Anh chị có thể mix được rất là nhiều màu nhé. Với bột clam thì anh chị mix được rất là nhiều màu theo ý của khách hoặc là theo ý của mình. Đó, anh chị có thể order, có thể lên trên website ordercmsupply.com. Tại vì trên web đang có đợt sale rất là lớn, một năm sale có 2 lần thôi. Thấy không? Đó, tắm làm sao nó vừa đẹp vừa tầm. Đúng rồi, làm không phải vì đam mê vì tiền. Nếu anh chị nào mà nói là đi làm mà không có tiền ấy, lại nói phét rồi. Lương lậu mà không quan trọng là lại dở hơi rồi. Đi làm là phải có tiền. Rồi, đó, bây giờ mình đắp xong rồi đúng không? Thì bây giờ anh chị em sẽ rũa rất là nhàn đúng không? Khi mình dỗ gọn rồi thì mình cần đặt nhẹ ra, nghiêng cây dũa ở bên này, nghiêng cây dũa ở bên này một chút. Đó, đi nhẹ nhàng ở dưới gầm này là xong. Đó, với những cái móng ngắn này mà khách người ta muốn dũa form thang á, làm sao mình chỉ cần đắp gọn vào thôi. Mà khi mình dũa lại rất là nhàn thì mình chỉ cần ôm nó gọn vào một đường thôi là xong rồi. Đúng không? Mình không bị mất. Mình cứ nói những tin gì thì đó hiểu luôn. Chứ hiểu cái gì nữa. Mình lấy xếp nó rất là nhanh đúng không? Chỉ nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Xếp phong ngắn này rất là dễ, cần đi nhẹ nhàng hai cái bên này thôi. Nhớ là mình đi nhẹ thôi nhé, anh chị đừng có kéo mạnh tay quá và đừng cố ăn bột. Làm sao mình dũa ít một thôi nhưng mà nó làm sao cho nó căn được. Tại vì càng móng ngắn nhé thì đa số toàn bị lệch thôi, toàn bị phình thôi nó. Tại vì mình cố tập trung quá. Không cần phải rũa trên bề mặt đâu. Có nhiều anh chị mới học á thì đa số móng ngắn như này anh chị cũng cho lên, anh chị rũa cái bề mặt này bằng cái cây nhám này rất là nhiều. Tại vì nó vừa mất thời gian này. Đó, với móng ngắn này nó không cần đâu. Nó vừa mất thời gian vừa đau tay mình thôi. Cho anh chị một con mịn của em rất là huyền thoại luôn nhé.
Rồi đến phần chạy mịn nữa. Khi phần khóe này mình đi nó vừa tầm rồi, thôi mình đẩy nhẹ ra lên. Và khi đi mịn thì anh chị nhớ rằng thật là lướt thôi. Càng lướt ấy, thì cái phần chân móng này của anh chị nó sẽ càng đẹp. Vì vốn dĩ khi mình đắp bột ấy, mình đã đè nó vào rất là nhẹ rồi, thì mình đi mịn nó rất là nhanh. Và cái bề mặt này khi mình đắp bột ấy, mình đã chịu khó mình vuốt nó rồi. Chỉ là anh chị quên cái phần đấy, anh chị hay bỏ qua thôi, kiểu sợ nó khô rồi ấy, mọi người không chịu vuốt lại thôi. Chứ thật ra là mình càng vuốt lại nó thì cái bề mặt của mình ấy, nó sẽ càng mịn. Và khi đến khi mình chạy mịn thì mình cũng bớt được đi rất là nhiều công đoạn. Mình sẽ chạy mịn nó sẽ nhanh hơn. Khâu đắp bột thì mình sẽ dồn khoảng tầm 70%. Còn các cái công đoạn khác thì mình chỉ cần đi lướt nó qua thôi. Thì vốn dĩ đắp bột thì nó đã gọn rồi, thì anh chị làm cái gì nó cũng gọn. Đó, mình lấy lại xếp nó cũng rất là nhanh. Nhẹ nhàng thôi, xong rồi. Đây cái tay lại rõ lại cái đầu móng này một chút xíu vậy. Đó, với cái móng ngắn ấy, thì mình sẽ làm cho nó vừa tầm thôi. Đây, cái xếp của móng ngắn ấy, nó không giống cái xếp móng dài đâu. Thường là giữa móng dài ấy, nó sẽ dễ hơn, càng dài nó sẽ càng dễ. Các bà kia đi rồi. Xong mình sẽ búp phở nhé. Anh chị thấy không? Em búp phở thì em toàn búp thẳng xuống thôi, thì em không có búp ngang. Hiếm khi em búp ngang lắm. Tại vì sao? Tại vì khi búp thẳng xuống này thì anh chị sẽ vẽ phen nó, hoặc là vẽ trên bề mặt này nó sẽ mịn hơn. Mình lại tỉa qua một lần nữa, tại vì những cái gì nó sờm ra. Đó, mình lại tỉa nó đi, nó sờm thì mình lại tỉa, lại nhặt nó đi.
chị nào mà đam mê bộ môn vẽ phen này, này không thể nào bỏ qua được rồi. Của em á? 42 tiền ạ. À quên, 43. Dạ. Anh chị em mà đam mê vẽ phen ấy thì mình càng vẽ nhiều ấy thì nó càng lên tay thôi. Đó, vẽ phen thì nó cũng rất là khó. Trong cái khó nhưng mà nó lại rất là dễ. Nó dễ vì người làm sao mình biết được cái cách mình vẽ thì, và quan trọng nhất là làm sao mình có được cây bút vẽ này, màu vẽ này nó chuẩn thì anh chị sẽ vẽ nó nhàn hơn. Mình vẽ thì nó không có được đẹp đâu, nó không có nét, nhưng mà được cái là đồ dùng thì nó hỗ trợ rất là nhiều. Nên anh chị em có thể lên trên website order. Đăng rồi anh. Bây giờ cho khoảng 10 đồng kìa. Xịn thế nhỉ. Các cái thứ thế nó uy tín nhỉ. Fan ok? Dạ. Chị em nào cảm thấy vẽ phen nó hơi khó đúng không? Nhưng mà khi mình vẽ nhiều ấy, quan trọng là cây bút này, quan trọng là màu vẽ của mình ấy, nó có đủ ok không?
ăn ta. Màu vẽ của xe thì cực kỳ đỉnh rồi, cực kỳ đỉnh luôn, tốt quá thì không phải bàn, rất là bóng luôn đó. Hello tất cả anh chị em. Hello team, hello anh chị em. Đó, như này đã đủ cơ bản chưa? Quá cơ bản luôn đó. Rất là bóng luôn. Ơ bà kia đâu anh? Bà bảo có ra đây tí, bảo anh rút quay lại đi, chưa thấy đâu. Mắt gió này. Das ist nicht hier, gell? Nein, okay, jetzt. Bitte. Xong bộ móng đơn giản đúng không? Đó. Nói chung là cái đơn giản, các bạn cứ tàng tàng thôi đúng không? Dạ, phê tịch Peter. Em chào tất cả mọi người nhé.